Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vị Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Hân hạnh xin kính chào quý vị và anh chị em. Chúng tôi là Lan Vy, xin hân hạnh gửi đến quý vị và anh chị em bản tường trình sau về Cơ Mật Viện Bầu Giáo Hoàng đang diễn ra tại Vatican. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước khi đề cập đến những diễn biến trong Cơ Mật Viện Bầu Giáo Hoàng trong ngày hôm nay thứ ba, mùng 5 tháng 3, Lan Vy xin phép được tóm tắt những điểm chính diễn ra trong ngày hôm qua. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong ngày hôm qua, 4 tháng 3, đã có hai cuộc họp diễn ra lúc 9:30 sáng và 5 giờ chiều tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục. Phiên họp buổi sáng kéo dài 3 tiếng đồng hồ và được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Niên trưởng Angelo Sodano, 85 tuổi, trước sự hiện diện của 142 Hồng Y trên tổng số 207. Trong số này có 103 Hồng Y cử tri, 12 Hồng Y khác đang trên đường đến Roma. Trong đó có Đức Hồng Y John Batista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, và Đức Hồng Y John Thang Hán của Hương Cảng. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Niên trưởng, các Hồng Y đã đọc chung công thức tuyên thệ theo như Tổng hiến Universi Dominici Gregis, mục tử toàn thể hội thánh, đã được Trần Phước Giáo Hoàng John Paul II công bố vào ngày 22 tháng 2 năm 1996. Sau đó, từng vị tiến đến trước bàn chủ tọa đặt tay trên sách phúc âm, sẽ tuân giữ quy luật số 12 về việc giữ bí mật tuyệt đối. Đức Hồng Y Niên trưởng đã đề nghị và được các Hồng Y chấp nhận, đó là soạn một sứ điệp gửi Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16. Trong cuộc họp sáng thứ hai, đã có 13 Hồng Y lên tiếng phát biểu. Trong cuộc họp báo diễn ra sau đó, cha Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh cho biết, bầu không khí của cuộc họp diễn ra trong thanh thản, phản ánh nhu cầu phân định mà các Hồng Y muốn có. Ban chiều vào lúc 5 giờ, các Hồng Y đã nhóm phiên quán đại thứ hai, có thêm 4 vị Hồng Y cử tri có mặt và đã tuyên thệ trước khi cuộc họp bắt đầu. Các vị này là Đức Thượng Phụ Bajararai của Liban, Đức Hồng Y Voki của Berlin, Đức Hồng Y Miner của Köln và Đức Hồng Y Sa của Tổng giáo phận Dakar của Senegal. Các ngài đã nghe bài suy niệm đầu tiên trong hai bài về sứ mạng và tình hình giáo hội do cha Vienno Catala Massa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng đảm trách. Bài thứ hai sẽ được trình bày vào ngày khai mạc Cơ Mật Viện Bầu Giáo Hoàng. Như vậy, vẫn còn 8 Hồng Y cử tri chưa đến được Vatican. Vì các Hồng Y chưa đến đủ, nên theo cha Lombardi cho biết, chưa có quyết định nào của các Hồng Y về ngày bắt đầu mật nghị Bầu Giáo Hoàng. Tính đến sáng ngày 4 tháng 3, đã có 4.300 ký giả đăng ký với phòng báo chí tòa thánh để theo dõi tiến trình Bầu Giáo Hoàng. Đa số các vị Hồng Y có khuynh hướng tránh không muốn tiếp xúc với giới báo chí vì e ngại vi phạm lời thề giữ bí mật. Tuy nhiên, các Hồng Y Hoa Kỳ đã chủ động mở một cuộc họp báo để thảo luận về các vấn đề chung của giáo hội. Theo ý riêng của Lan Vy thì điều này rất hay, vì các ký giả đến đây để săn tin, họ sẵn sàng loan báo những sứ điệp các vị Hồng Y muốn gửi đến thế giới. Đồng thời, họ lại rất ái mộ các Hồng Y Hoa Kỳ. Tin duy nhất có liên quan chút xíu đến Cơ Mật Viện do Đức Hồng Y Francis George của Tổng giáo phận Chicago đưa ra như sau. Điều bên ngoài gây bận tâm nhất cho chúng tôi hiện nay là tuần thánh. Chúng tôi muốn thực hiện mọi việc trước khi tuần thánh bắt đầu. Có một vị giáo hoàng, do đó chúng tôi có thể trở lại giáo phận của chúng tôi. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đang suy nghĩ về điều đó. Phòng báo chí tòa thánh đã có sáng kiến để trình bày cho các ký giả một vài nét về tông hiến Universi Dominici Gregis và vai trò của Đức Hồng Y Hiếp Chính. Kính thưa quý vị và anh chị em, hiện nay tại Roma, những Toto Papa, tức là những người cá cược xem ai sẽ là giáo hoàng, đang chú ý đặc biệt đến một vị Hồng Y người Ý. Báo chí Ý cho rằng hai triệu giáo hoàng không phải là người Ý, có lẽ lần này vị giáo hoàng tương lai sẽ là người Ý. Nhận định này không phải là không có cơ sở. Thật vậy, trong 115 vị tham dự vào Cơ Mật Viện Bầu Giáo Hoàng, có 28 vị Hồng Y người Ý trong tổng số 60 vị Hồng Y tại Âu Châu. Vị Hồng Y được nhắc đến nhiều nhất là Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, năm nay 70, được thụ phong linh mục 23 tuổi. Tương tự như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cuộc sống của Ngài đã luôn luôn gắn liền với giáo dục. Ngài đã từng dạy thần học tại một trường đại học. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco hiện nay là Tổng giám mục Genova. Ngài nói, vấn đề khẩn cấp nhất
trong giáo hội ngày hôm nay là vấn nạn về đức tin, không phải nơi những người không có đức tin, nhưng chính là giữa các tín hữu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 biết rằng chỉ có một đức tin vui tươi, mạnh lạc và thuyết phục mới có thể làm rung động con tim, tan tại văn hóa và truyền cảm hứng cho xã hội hướng đến một chủ nghĩa nhân bản siêu việt và hoàn chỉnh. Trong năm 2007, Ngài được bổ nhiệm Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và được tấn phong Hồng Y. Tấn phong Y nổi tiếng với khả năng đối phó với các mối quan hệ tinh tế giữa giáo hội công giáo và giới chính trị Ý. Xin cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý theo dõi. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.